Sợ em. Lô, có nghe nó không? Cái này thì em nên post status lên trong trên Facebook của em ấy. Sau đó thì giải thích chi tiết như thế đỡ phải trả đi giải thích lại, anh chán lắm rồi. Bao nhiêu người nói đi nói lại, hỏi đi hỏi lại cái việc này rồi, chán đến tận cổ rồi. Chào mọi người, ở đây toàn người nhà thôi à? Vâng, chào chị Hoàng Phú. À, lại ra giúp vợ, tôi xếp Hoàng. Tóm lại bây giờ nó là khu tự trị về kinh tế, chứ không phải là chính trị. Đơn giản đấy thôi, và vấn đề về chính trị và quân sự quyền lực ấy thì vẫn là người Việt Nam kiểm soát. Hại là Formosa nó có hơn 3.000 công nhân Việt Nam ấy thì nó chết hết rồi à, hay sao mà không được người Việt Nam không được vào. Khổ quá, nói đi nói lại. Bốn là ai bảo là Trung Quốc thôi, cái thằng Trung Quốc nó mới điên, nó mới nhảy vào trong đấy, trong khi nó toàn bộ kinh doanh ngành dịch vụ và nhà hàng casino là chính, cộng với cả ngành công nghệ cao. Nó quy định ở trong đấy nó là như thế rồi. Khổ, hỏi đi hỏi lại mãi thôi. Thì thằng Trung Quốc đã nó đã mở cái nhà máy nào như thế ở Việt Nam chưa? Rồi, cố tình không hiểu à. Thứ hai là đúng, mình không đồng ý được thì 9 năm nhưng mà 70 năm thì được, hiểu không? Nó liên quan đến vấn đề hợp đồng kinh tế chứ không phải liên quan đến vấn đề về nhạy cảm. Bốn, đã biết vì sao đặt ở ba vị trí đấy không? Vì đơn giản như đấy nắm khu du lịch. Thì thật chúng nó làm ở đấy, nó ra ngoài nó đốt tiền ở khu du lịch ấy, hiểu chưa? Vì ngắn hạn biến xa lên thuyền chán lắm rồi, để cho đứa trẻ con nó dậy. Thế thôi nhá, anh cảm ơn, anh nói đi nói lại anh chán lắm rồi, ngày hôm nay nói đến 20 lần. Em Boston biết bao nhiêu rồi, Boston status trên trang cá nhân, trên fanpage của em, kể cả trên diễn đàn này em vẫn post status, nhưng mà vẫn có người không hiểu, vẫn cứ hỏi cái về vấn đề 99 năm, mà trong khi đó là hạn định 99 năm thôi, chứ đâu có nói là nhất định thằng nào thuê 99 năm, mà trong khi á nó là khu vực kinh tế tự do năng động đa quốc gia, mà cứ nhắm vô cái thằng Trung Quốc. Thằng Mỹ cũng thuê được vậy sao không nói bán nước cho Mỹ? Thằng Pháp cũng thuê được vậy không bán nước cho Pháp? Các bạn phải hiểu là vì đặc thù với ngành nghề, hiểu chưa? Đặc thù ngành nghề nên là Trung Quốc nó sẽ không thuê đâu, vì nó không phải là thế mạnh. Bạn hiểu là riêng cái dòng ngành nghề dịch vụ và công nghệ cao đấy có liên quan đến việc khách hàng trung thành, khách hàng truyền thống, hiểu chưa? Thì cái đấy thằng Mỹ nó làm 200 năm, phương Tây nó làm 200 năm rồi, thì đâu là khách hàng truyền thống? Nói đơn giản như thế thôi, cũng không hiểu à, hay cố tình không hiểu. Vì đặc thù của ngành đấy ở trong khu kinh tế nó là bắt buộc phải như vậy. Thứ hai là tại sao nó thuê? Vì thuế ở Mỹ nó là 3-45%, còn Việt Nam nó cũng 10-15% thôi. Thế nó ngu gì mà không nhảy vào nó thuê? Hỏi đi rồi lại, nó đi rồi lại. Còn mẹ cái thằng bu kìa, bu ship với cả Formosa nó là ngành công nghiệp gì? Nó chuyển từ quặng sang vật liệu thô, hiểu chưa? Thì làm sao có quy định trong khu kinh tế? Hỏi đi rồi lại, ngu thế, không hiểu cái đấy à? Chúng tôi xếp phải một hỏi, biết bao nhiêu cái này. Nãy anh cũng thay lời muốn nói rồi, đúng rồi, nói nhiều rất là mệt. Mấy đứa mà ngu quá dạy hoài không được, thầy cô hay nói là ngu lâu dốt bền khó đào tạo, không nhận nói chuẩn ghê luôn. Còn nói không biết bao nhiêu lần trong cái diễn đàn, riêng diễn đàn là nói bao nhiêu lần về cái việc đặc khu kinh tế là gì, 99 năm là gì, đừng có ai thuê này nọ, nhưng nó vẫn lấy cái luận điệu ra để nói. Là con xin phản biện lại cái lời mà cái ông hồi nãy nói kìa. Việc Bình Dương làm ơn hỏi nè, tính nói gì quên, à đúng rồi, nó kêu á là không có bon chen, rồi không có những cái công ty khác thì người Việt Nam cũng có chết được đâu. Nói ra một câu thôi nó đã thể hiện được cái trình độ dân trí ở mức nào rồi. Có thấy cái thời nhà Nguyễn không, thời vua Gia Long không? Bế quan tả cảng để đất nước chìm.
sự lạc hậu nghèo nàn. Nếu như không bế quan tả tản, không bị chìm trong sự lạc hậu nghèo nàn, kinh tế vẫn trì trệ không phát triển, thì liệu khi Pháp đánh vào, khi Pháp nổ phát súng đầu tiên vào trong bán đảo Sơn Trà tháng 8 1958, mình có thua hay không? Mình có phải nhận dần đất nước quyền hay không? Để rồi có cái quyền tỉnh lên. Có. Dạo này yếu quá trời luôn, cứ được tí là hết à. Mọi người nghe rõ chưa? Nè, có người kêu á là Phạm Văn Đồng á và Chủ tịch Hồ Chí Minh á ký công hàm bán nước năm 1958. Cái về cái việc mà đặt khu kinh tế đã nói nãy giờ nói rất là nhiều lần rồi ha. Vậy bây giờ nói về cái việc đó ha. Tôi đã nói bao nhiêu lần về cái việc bán nước rồi. Tại sao cứ kêu năm 1958 là Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công hàm bán nước? Công hàm nào? Công hàm ở đâu? Ai làm chứng? Nếu như đó là công hàm mật, tại sao những mấy người nghe được? Tại sao mấy người biết được? Mấy người là thần thánh hả? Công hàm hả? Tôi nói lại thêm một lần cuối cùng. Năm 1954, sau khi ký Hiệp định Geneva, Pháp rút chân khỏi Đông Dương. Và cái quyền quản lý từ vĩ tuyến 17 trở ra là của Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó Ngô Đình Diệm từ nước ngoài trở về Việt Nam hất cẳng quốc trưởng Bảo Đại, tổng tuyển cử lên làm tổng thống, đổi tên nước là Việt Nam Cộng Hòa. Trong khoảng thời gian trước và sau khi tổng tuyển cử, Phạm Văn Đồng đã rất nhiều lần gửi công văn đề nghị hòa hợp dân tộc thống nhất đất nước, nhưng chính ai, chính Ngô Đình Diệm đã từ chối. Và nên nhớ nha, cái quyền quản lý biển đảo là của Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là quyền quản lý biển đảo là của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mày là kẻ giữ đảo mà mày làm mất xong mày lại đổ thừa cộng sản là sao? Mà nói thật, đâu phải mất cho một mình Trung Quốc hả? Trong 21 năm giữ đảo, dân tặng cho ai? Đâu phải có một mình Trung Quốc mất đâu hả? Về coi Phú Quốc Kiên Giang đi cả, cho Campuchia nè, cho Philippines nè, cho Malai nè, cho Đài Loan nè, thằng nào cũng cho, thằng nào cũng dâng ba bốn đảo, năm bảy đảo hết trơn.